Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình có nhận được một cái nồi cơm điện điện tử, các bạn nhìn này. Nồi nồi đang bị lỗi ERR. Con này nồi Nhật nhá. Con này mình nhận được cái thì mình thấy là con này trước đấy là trước khi nó hỏng thì đã có thợ sửa một lần trước rồi. Các bạn nhìn thấy không ạ? Ngày 4 tháng 5 năm 2020 này. Vệ sinh nồi này, phí là 200.000. Thay pin phí 500.000. Tổng cộng 700.000. Cái này là ở Hà Nội nha các bạn nhé. Giá mức giá Hà Nội ấy. Đọc cái phí vệ sinh thôi là 2 lít rồi. Vệ sinh ở đây thì mình ở đây mình không thấy là nó hàn hiếc gì cả. Vệ sinh ở đây có thể là phổi bụi các thứ thôi. Phổi bụi các thứ thôi các bạn. 2 lít. Thay pin 500. Đây các bạn ạ, thay pin 500.000 căng ấy. Đầu pin là cái viên chỗ này này các bạn này. Mặt trên mặt dưới nhỉ. À pin con này là mặt trên. Bo trên. Thay pin 5 lít các bạn. Pin là cái mà để cho nó hiển thị cái số này các bạn. Mặt sau. Không gần nhìn được. Không. Con này pin đâu nhỉ? Thay pin 5 lít các bạn. Ở chỗ các bạn thì không biết là lấy giá thế nào. Ở mình đây sửa cả con này mới được có hơn 100. Sửa bục mặt ra được hơn 100. Đâm ra là giá cả mỗi nơi mỗi khác các bạn. À đây, pin đây. Đây, viên này 5 lít này các bạn này. Thay đến 500.000 tiền công này. Đây, cũng vừa phết này. Hình như thiết kế cho nó đâu. Ừ. Có giá nha. Đấy. Hôm nay bắt đầu mới có chút thời gian rảnh rỗi ra để làm. Này các bạn này, chọn quán này sạch bong.